hát cho con nghe chưa? Nằm đây im đó nghe mày hát đừng có phá nghe chưa? Mình có một đoạn đường dài mà tại sao mình không hát? Luôn bên anh là tôi, lâu nay không chút thay đổi. Thế nhưng bây giờ anh muốn chia tay, tôi vẫn còn trẻ con. Baby, anh đừng đi. Stay here with me. Anh đừng đi. Hụt hẫng, gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất. Không muốn ai thay mình chăm sóc anh những ngày tới. Thoáng nghĩ đã đau lòng những trái cay đây. Trong tôi bao tố nguyện cầu anh đừng đi nữa. Những bờ môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra. Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn. Chẳng làm lỗi đau chỉ một giây mà xóa mờ. Mình không thể lâu bên chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ minh chứng tất cả. Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta. Ngón tay ấy buông xuôi chỉ chẳng cần tôi ở bên. Để từ chối cơ hội để đời tôi vững vàng. Ngồi khóc giữa cơn mưa, mày thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau. Hay không? Con thấy lần đầu tiên của mày như thế nào? Hay không? Đó, chạy ngồi dưới chạy hát rồi vô chỗ kìa. Mình đi đường xa mà mình rảnh có làm gì, mình ngồi mình hát chứ làm gì. Khúc này rap mày chưa biết, cái khúc này là khúc rap mày chưa biết hát khúc này đâu. Dữ chưa? Vô nè. Baby, anh đừng đi. Stay here with me. Anh đừng đi. Hụt hẫng, gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất. Không muốn ai thay mình chăm sóc anh những ngày tới. Thoáng nghĩ đã đau lòng những trái cay đầy ngoài tôi. Hát đi chị. Anh bước đi nhẹ nhàng, nhưng trong tôi bao tố. Chẳng thể một lần nói ra. Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn. Chẳng làm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ. Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ minh chứng tất cả. Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta. Ngón tay ấy buông xuôi chỉ cần tôi ở bên. Đã từ chối cơ hội để đời tôi vững vàng. Ngồi khóc giữa cơn mưa, mày thấu đâu là chẳng đây của nỗi đau. Hay quá. Quá hay luôn. Vỗ tay ơi. Vỗ tay cho mẹ đây. Được không, được không? Bây giờ mình chơi nhạc sàn nha. Chơi gì chơi nhạc sàn không? Real heroes. I just wanted more time, you know what I'm saying? Let me see. 98. What? And a lot of. Bye, Mom. Hái chì đi. Ủa, đâu mà ngậm được nắm vú hoài vậy? Kiếm được nắm vú ngậm vậy? Hả? Sao tự nhiên để chân lên đầu em? Hả? Hả? Tại sao để chân lên đầu bạn còn? Hả? Đã ta sao ơi được nằm coi cartoon nữa. Mày làm nha. Nha, mày làm nha. No. Con nhà cố nha. Về bên đây nhà cố nha. Không bánh rồi. Không bánh mì đàm rồi. Không muốn rồi.
I love you. Ngủ không? Bây giờ có ngủ không hay nằm chơi? Hả? Con nói mày nghe coi, giờ ngủ hay nằm chơi? Ngủ hả? Ở nhà ngoan nha. JD, I don't wanna go to work. Thôi mày phải đi sớm chứ, nay mày có hẹn hả trời. Nay có hẹn đi chạy chết luôn. Bye bye Tay Tay nè. Không mày miếng. Không mày miếng đi. Không mày miếng đi. I love you. Rồi đi nha, mày đi nha. Đi đi, tại sao giục em ở đó? Hả? Tại sao con giục em gấu? Ôm em đi. À, trời đất ơi. Ây da, ây da. Thôi thôi, con sóc rồi, đã đời không? Đi đâu á? Come here. Come here, see with us. Sáng giờ con nhà vui không đó mẹ nghe coi. Sáng giờ nhà vui không? Hùng mày mính đây. Hùng mày mính đây. Hùng mày mính. Hùng mày mính. Đây là một phát tiếng ngủ á. Hả? Đi lộn một phát tiếng ngủ á. Phải không? Ôi trời 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 trời. Chữ người ta. Trời ơi. Did you see where behind put the where? Right there next to the trash can. Pretty good spot. Really? Oh yeah. When I noticed she know how to organize stuff. Yeah, she knows. She's really good. Mm-hmm. Hi, JD. Hi, JD. JD, ready? One. Nào, chờ cho nhỏ đá banh thôi nè. JD, ready? One. Đá banh đi con. Three. Oops. Đó, 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 đó. Really? I knew. Hi, JD. JD. Baby, it's literally so cold today. Oh my god, I'm so sick of this weather. Mà hai thấy không? Hôm qua là nó ấm cỡ nào mà bữa nay lại lạnh nha. Lạnh một cách giả man rợ thiệt. Baby, I almost need to warm up my car. Yeah. I swear to God. Lý do sao? Trying. She do that sometimes. Rồi, do re mi fa son đi. Do re mi fa son la si. I have a client. She's like 21 years old and she's the teacher of a academy music. Oh. She teaches like piano and voice. Yeah. But you know what? I told her for the voice and all the basic stuff I can teach JD. But for the practice with the piano, yeah. Well, there's a place that does a thing right next to Fauvin. What? There's a the building right next door to Fauvin is a musical instrument place that they teach. Maybe I don't know what age is gonna be a good age for JD to start. Well, learning. Let's see. Let's look at YouTube here. Maybe 4 years old. Oh, thấy chưa? Boston hit you right in the face. Oh, ghê quá trời, ghê ghê quá à. Tự nhiên cái chui vô háng ba. Con nhỏ vô duyên kìa. Đây nè, con chào cô chú đi. Con nhìn vô cam, con nhìn vô ống len á, chứ đừng có nhìn qua bên cái flip screen. Con nhìn qua đó là con mắt bị ấy đó. Ôi trời ơi, ồ, dữ ta. Đẹp quá, chay đẹp quá. Tóc đẹp đâu chỉ mẹ coi. Tóc so đúng rồi. Hả? I have no idea who she is. Oh, okay, why? How old is she? Oh, she's 89 years old. Okay, she looks very young. That's gonna be JD. It looked like when I played it for her, I was like, JD, look, you're gonna sing. Coi cô chú coi ba chay không biết tiếng Việt mà kiếm được cái mấy người hát tiếng Việt lên cho chay luôn nè, hay không? Yeah. Đó, yeah, you should play it for her. I play it for her today. One. Chi. Cho chay. Dê ông đâu, dê ông đâu. Cố chị chỉ chơi dê ông đâu. Đi đâu á? Đi tắm với ba không?
Đi tắm với ba không? Đi tắm với ba không? Con muốn đi tắm với ba hay đang chút nữa đi tắm với mẹ? Hả? Muốn tắm ai? Quỳnh đi chơi. Quỳnh đi chơi. Ooh, wow. Good job, Jaden. 1, 2. Đúng rồi. Gì lá âm sầm vậy? Gì bài? Vui lắm. Bây giờ bà cô đánh con nó đau nghe chưa? Cô đánh con cái đau. Trời tự nhiên giỡn, tự nhiên giỡn bây giờ bà cố đánh con nó đau nghe chưa? Trời ơi trời. Nó nói. 1, 2. Ba. Chơi. Không có la ố ôm sầm nghe chưa? Chơi đàng hoàng không có la. 1, 2. 1, 2. Giỏi quá. Good job, Jade. Sáng giờ mẹ đi làm con nhớ mẹ không? Sweetheart. Cái gì vậy? Đó, giờ vô đó phá à không? Đó, cái đó, bậy. Không có chờ, không có phá iPad bà cô. Đóng lại. Rồi, xong. Đi ra ngoài đây chơi. Bước. Rồi, lên xe ngồi, chạy xe đi. Không, đi xuống, tới giờ mày làm việc, không có ngồi đây được. Đi, xuống. Mù, không có ngồi đây, không có ngồi sau lưng mẹ đi, ngồi sau lưng mẹ, đấm lưng cho mẹ đi. Chứ là giờ mày phải làm việc rồi đó.